đó, không ai như tôi hết trơn hết á. Quét sân thôi mà cũng mặc đồ đẹp, mang giày cao gót. Phải như vậy chứ, phụ nữ là lúc nào cũng phải đẹp. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng. Chị Trâm ơi, chị Trâm. Chị Trâm ơi, có ai rảnh với chị không? Quét sân mà mang guốc. Cái phong cách của chị là vậy đó cưng. Vậy nó mà vẫn ế. Vậy nó mà vẫn ế. Vậy nó mà vẫn ế. Nghe cưng đi, ngưng tay đi. Có chuyện gấp. Chuyện gấp hả? Tiêu lắm rồi nè. Tiêu luôn hả? Thiệt. Ủa sao tiêu? Hồi sáng em đi ngang cái nhà của người quen của chị đó. Nhà mà cái ông anh chồng của đứa em rể của dì Tám của chồng chị đó chị. Cái ông anh chồng của đứa em rể của dì Tám của chồng chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó thì em, cái chuyện nó hơi rắc rối. Rắc rối về cái sự gia phả thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái chuyện rõ ràng trước mắt em là cái tấm bảng chữ vàng trước cửa đó. Gió thổi lung lai sao rớt cái chữ vàng cái hộp. Nhỏ đi ngang nó lụm cái chữ vàng đem bán lấy tiền bánh ăn rồi. Trời ơi, thằng nhỏ nó dám lụm vàng nó đi bán lấy tiền mua bánh ăn sao? Mà cái chữ vàng là ăn bánh, ăn bánh mấy tháng luôn đó chị. Chết rồi em ơi, rồi thằng nhỏ nó bán ở đâu? Rồi nó có biết đâu. Rồi nó có bị cái gì không? Em đâu có biết cái tiệm vàng chỗ nào. Chết rồi em ơi. Vàng giả. Cái gì? Vàng giả. Vàng gì? Vàng giả. Thôi chị giỡn hoài. Cái chữ vàng lấp lánh bóng lửa kêu vàng giả. Em ơi, cái đó là vàng giả. Không, em thấy nó y chang vàng thiệt. Khổ ghê vậy. Nhà nào mà cũng treo mấy cái tấm bảng có mấy cái chữ vàng đó, toàn là vàng giả không à. Trời ơi, chỉ có người lớn biết, con nít nó không biết, tưởng vàng thiệt đem đi bán. Rồi người ta tưởng cái gì người ta đèn, tao biết người ta bắt nó đi đó. Cái gì ghê vậy trời. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Mà em nhớ nhà người quen của chị là dạng như cũng sang trọng lắm mà xài vàng giả là sao? Em ơi, sang trọng cái đó là sang trọng như vậy thôi. Nhưng mà ổng nói với chị đó, cái cũng đó, cũng trong anh họ của chị đó. Bên dì Tám, bên rể, bên thím Bảy. Nói chung là người quen bên nhà chồng chị. Người quen bên nhà chồng chị, đó. Kêu chị giấu giùm cái vụ đó. Tại vì ta nói á, ổng thích mấy cái bảng liễn mà có giác vàng. Nhưng mà bây giờ ổng lỡ cái đó là ổng giác vàng mà vàng giả rồi. Còn bây giờ á, ổng còn một cái tấm bảng, một cái tấm tranh rất là bự luôn, mà cái độ tỉ mỉ của cái tấm tranh nó rất là cao. Bây giờ ổng muốn tìm một người thợ nào mà giác vàng lên, mà phải có nghĩa là phải đặc sắc đặc biệt đó thì ổng mới chịu. Ổng kêu chị đi kiếm, chưa kịp kiếm giác lên gì hết là bây giờ nó rụng xuống rồi đó. Em nghĩ là chị đừng có lo quá. Vậy hả? Tỉ mỉ mà đẹp đẽ ơi là đẹp đó. Đúng là rồi. Em có người giúp chị. Ô, em có người giúp chị. Thiệt? Ai vậy? Ủa, tính ra sáng về đứng quét sân chứ không tìm hiểu khách mời hả? Ủa, không luôn đó. Lo chăm chú bộ đồ nè, để ra quét sân coi có ai ngắm không. Mà không có ai ngắm hết. Hay quá ha. Nhiều khi nhờ chị ra đứng chị diện đồn vậy đường mới vắng đó. Bây giờ nè, chị mà tìm hiểu về khách mời của tập ngày hôm nay của mình thì không có lo về cái vụ mà chữ vẽ giác vàng gì nữa đó. Vậy hả? Ê, vậy dắt chị đi gặp khách mời liền coi. Buông cái chổi xuống đi với em liền. Đó, đi. Anh Nguyễn Hữu Thiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là người thiết kế chữ và giác vàng kim kính chuyên nghiệp. Trong nhiều năm làm nghề, anh học kỹ thuật từ cả trong và ngoài nước. Được giới chuyên môn công nhận, ngoài thiết kế theo đơn hàng, anh còn sử dụng vàng thật theo yêu cầu của khách để tiến hành giác lên sản phẩm. Không chỉ đơn giản là giác vàng một bộ phận, mà tác phẩm của anh là giác vàng theo chi tiết như một phần của tranh vẽ, chi tiết trên chữ cách điệu, v.v. Đây là kỹ thuật không chỉ sử dụng vàng mà còn sử dụng đá quý, màu cao cấp và nhiều chất liệu khác phối hợp. Đòi hỏi một tay nghề cao và sự tỉ mỉ trong công việc. Nè, chị vô đây. Chào anh. Chào chị. Chào bạn. Trời ơi, đây là... Đây. Ấy đó hả? Khách mời mà giải quyết những cái lo toan của chị về bức tranh đó. Wow, trời ơi, tự nhiên gặp thấy nhẹ nhõm liền luôn á. À, từ sáng giờ là em cũng nói về anh với là chị Trâm. Nhưng mà chị chưa có mường tượng rõ ràng được đâu. Thì bây giờ anh giới thiệu sơ về bản thân trước cho chị Trâm biết đi. Em là Thiện, nghệ sĩ thiết kế. Thì em chủ yếu là thiết kế chữ. Và phần nữa là em nghệ sĩ chuyển động. Thì cái em làm là em thiết kế chữ xong rồi em dát vàng lên cái tấm kiến của mình. Thì ở đây em xài cái chất liệu là vàng thật, vàng 24K. Và cái những cái chất liệu khác như là ngọc trai của Nhật, hoặc là những cái chất liệu sơn của nước ngoài hết. Thì đó là cái em đang làm. Đó là cái gọi là gold size, tức là mảng vàng.
Nghe toàn chất liệu, toàn mắc tiền, không biết nhiêu chị chắc. Chị cũng thấy gì đâu, vàng thật, ngọc trai thật, chất liệu sơn nước ngoài. Mắc thật. Thực ra trước khi đi sâu vô vấn đề cho chị em của em hỏi là, thí dụ một cái sản phẩm như vậy, làm xong xuôi rồi, dát vàng xong xuôi rồi, khoảng tổng giá trị bao nhiêu? Nếu mà tính cái giá mà em bán cho em chào với khách hàng á, thì nó một cái tầm size này thì nó tầm khoảng 1.000-1.500 đô la Mỹ. Tại vì em không báo tiền Việt được, tại vì những cái tiền em nhập toàn là phải tính theo tiền đô thì nó phải đi theo ấy. Yeah. Đúng rồi. Thì Trâm cũng nghĩ là những gì mà bạn Thiện đây giới thiệu á, là toàn những cái hàng mà gọi là hàng cao cấp. Nên khi mà cái giá thành của sản phẩm nó ra thị trường á, thì chị nghĩ cái đó là một cái giá cũng rất là xứng đáng. Mặc dù là nhiều khi là người Việt của mình á, nghe tiền đô á, thì thấy nó nhiều. Nhưng mà khi mà đã chọn một cái sản phẩm từ bên Thiện làm thì chị nghĩ vừa cái chất liệu nè, vừa cái sản phẩm thành phẩm ra đó, thì với cái giá tiền mà tính bằng tiền nước ngoài vậy thì rất là xứng đáng, đúng dạ, không Dương? Dạ đúng rồi. Dạ theo Dữ biết thì Thiện là một trong những người đi đầu trong cái việc mà Gold Leaf này, thì cái cơ duyên nào mà đưa Thiện đến cái việc mà dát vàng chữ rồi tự sáng tạo ra cái chữ này? Tại vì trước đây Thiện là một nghệ sĩ thiết kế chữ. Thì trong lúc mình làm á, em thấy có rất nhiều cái bạn cũng vẽ cũng đẹp. Xong rồi em mới nghĩ là thôi thì mình phải tìm một cái chất liệu mới để mình thể hiện, không phải là digital, không phải là vẽ trên giấy để bán cho khách hàng nữa. Thì em mới tìm một cái chất liệu mới, thì vô tình thì em coi một bác của bên Anh, họ là, tức là cái văn hóa này họ xuất phát từ Anh. Cho nên em coi xong em thấy rất là thích, kiểu một bác làm cho John Mayer, làm cho ca sĩ John Mayer một bức rất là đẹp, xong em thấy rất là hay. Xong rồi em bắt đầu em tìm tòi, thì em tìm tòi nó khoảng được 3 năm. Thì lúc mà mới tập làm á, thì em mua đúng một sắp vàng, thì lúc đó là khoảng 2 triệu một tập một sắp. Thì tối hôm đó là em thử, nói chung là em không biết gì hết, em cứ cầm, em cứ lấy, thấy người ta pha nước mình pha theo, mình dát lên nó hư hết 2 triệu đó. Đó là cái cơ duyên của em. Thì lúc em làm thì em học rất là nhiều thứ, thì vô tình em đăng lên Instagram thì có một hai bác người Mỹ, họ thấy em làm. Thì trước đây họ cũng qua Việt Nam rồi, họ cũng làm cái này rồi, cái họ mới gọi là mở một cái qua Việt Nam, mở một cái workshop. Thì em là những người đầu tiên đi học. Thì trước đó em cũng có tự học qua nhiều rồi, nhưng mà khi mà em học xong cái lớp đó thì em được gọi là chỉnh chu, hoàn thiện cái khả năng của mình nhiều hơn. Đó, xong rồi hết một năm đó cái em cũng, tại vì thì ra ban đầu em làm thì không có khách hàng, cho nên nó em rất là hạn chế làm tác phẩm. Thì sau một năm thì em được mọi người giới thiệu qua bên Thái, cũng hai bác đó, nhưng mà ở bên Thái thì bên Thái họ có cái văn hóa dát vàng rất là lâu rồi, cho nên em mới đi qua theo. Thì kinh phí rất là đắt với em sau lúc đó, nhưng mà ok cũng đi. Thì sau cái khóa đó thì em được biết nhiều artist trên thế giới hơn, thì em bắt đầu em tập trung làm cho tới bây giờ. Như Thiện vừa chia sẻ đó, thì Trâm nghĩ là cái nghề nào mình cũng cần bỏ vốn, đúng không Dự? Nhưng mà hồi nãy nghe này vốn mắc quá. Nghe Thiện chia sẻ xong thì cái nghề này vốn bỏ ra nặng quá, mà lỡ có chuyện gì mà thử 2 triệu là... mà lỡ có chuyện gì coi như vàng nó trôi hết đó. mất luôn 2 triệu. Nhưng mà công việc trước đây của Thiện là gì? Công việc trước cho tới bây giờ luôn thì em làm sản xuất video, em là art director cho một studio animation. Thì sản phẩm nó rất là nhiều, từ làm mọi người biết cái clip Em ơi của Vũ Cát Tường á, thì đó là em làm đó, em làm rất nhiều sản phẩm mà mọi người sẽ thấy thôi. Thì cái này đó là một cái side project của em thôi, tức là nguồn thu thì nó không phải là nguồn thu chính của em chỉ dùng những cái nguồn thu khác để em chơi cái này. Thì cái khách hàng họ chỉ là duy trì cái đam mê của em làm thôi, chứ không khách hàng em vẫn ngồi em làm mình. Tính ra theo Thiện nói thì Trâm nghĩ là Thiện một người nghệ sĩ rất là đa tài luôn đó. Có thể từ nghề này qua nghề kia mà cũng dính, mới đầu là tưởng là một phần bên tranh ảnh thôi, mà cuối cùng là dính luôn cả bên quay clip rồi làm video cho ca sĩ, rồi dính với nghề mình rất nhiều, đúng không Dự? Toàn là công việc về thiết kế sáng tạo thôi. Vậy lúc nãy Thiện có nói tới nguồn thu, vậy thì cho Dự hỏi là cái đối tượng để mà mua những sản phẩm này thường là những đối tượng nào? Thường thì trước đây á, những lúc mà em mới tập làm á, thì em làm cho tạp chí như Elle Decoration hoặc là những tạp chí khác đó. Rồi sau khi mà em bắt đầu em có một tí nổi chút xíu thì em bắt đầu có những cái mối quan hệ, họ làm với kiểu những đại gia mà kiểu giàu giàu giàu, nhưng mà họ không có lộ mặt, thì họ đặt em làm những cái
souvenir, những cái tranh họ gọi là treo văn phòng đó, đó thì đó là cái nguồn thu phụ cho cái này để em duy trì đam mê thôi. À, ví dụ như Trâm thấy á, người ta mà đi tân gia đó, người ta hay có cái mua ngoài tiệm vàng á, cái bảng cái khánh vàng á, rồi dát cái chữ vàng lên, cái đó cũng có thuộc về cái làm của Thiện đây không? Thì nhiều người cứ bị lầm tưởng hai cái này với cái đó thì à. Thiệt ra cái của em nó là trong tiếng Anh nó là reverse, tức là dát đằng sau. À. Tất cả mọi thứ em vẽ nó đều ngược lại so với cách người ta nhìn. Ví dụ như mình vẽ trên giấy, mình vẽ sai thì mình vẽ đè lên, mình che lại. À. Còn của em là cái nét đầu tiên là cái nét cuối cùng, tức là tô lên, xong là không có sửa nữa. Cho nên thì nó khác nhau rất là nhiều, cái ngay cả từ cái keo. Thì cái nghệ thuật em làm á, thì nè, thì nó là làm ngược từ đằng sau lên. Thì à. Mọi thứ em làm á, thì ví dụ như cái bức tranh em làm, thì em phải làm từ đằng sau hết. Tức là chữ D em phải vẽ nó ngược lại so với cái chiều mình nhìn. Đó thì ban đầu em làm thì em sẽ giác gọi là nguyên một tấm kiến này, nó như một cái tấm gương bằng vàng. Thì nó sẽ chỉ tưởng tượng nó không chữ D nhưng nó là vàng hết, full cái kiến này nó một tấm gương nhưng mà là bằng vàng hết. Đó thì sau đó thì em mới dùng một cái loại sơn đặc biệt để em che lại những cái phần nào em muốn giữ. Ví dụ như chị thấy chữ D thì em sẽ vẽ một chữ D sau đây. Xong rồi em chùi những cái phần vàng dư ra. Đó thì nó sẽ để lại chữ D cho em. Đó là cái kỹ thuật của em. Nó khác với Khánh là mọi người làm sao thì cứ ịnh lên thì nó càng nhiều vàng càng tốt, còn của em nó đòi hỏi sự tỉ mỉ rất là cao và cái sự lãng phí về nguyên liệu rất là nhiều. Tại vì có một lần em làm với một bạn học sinh viên đại học mỹ thuật, họ học sơn mài thì cũng có cái kỹ thuật gọi là dát vàng lên tranh. Khi mà họ thấy em chà những cái vàng dư ra thì họ kiểu họ khóc luôn, tại vì nó phí quá. Thì cái đó là phải chịu thôi, tại vì em bắt buộc phải làm thôi. Đó là mình cái... hứng lại, mình lấy cái đồ hứng cái vàng dư đó lại được không? Dạ, hay là chà là bay mất luôn? Bay, nó dính lên kiến là nó coi như nó đi luôn. À. Tức là nó chỉ cần dính lên một chỗ nào đó thì nó... Chị cho nó động lên tay. Mai mốt em chà, chị tới, chị đưa cái bàn tay chị lên, chị hứng. Đó thì đó là cái khác biệt của cái tranh của em và Khánh. Đó, dạ. Dạ theo Thiện trình bày như vừa nãy thì đó có phải là những cái bước cơ bản cho cái người đầu tiên đến với công việc này không? Cũng đúng, đó là cái bước cơ bản nhất và là bước khó nhất. Dạ. Đối với một người mà làm cái này thì ra cái kỹ thuật của Thiện làm nó cũng chưa gọi là sắc nét như là những bác gọi là làm mười mấy 20 năm. Dạ. Tại vì họ có nhiều cái kỹ thuật mà họ không bao giờ show với mình được hết. Đó thì qua những cái bước đó thì mình bắt đầu mình lên tới những cái kỹ thuật như là mình khắc acid. Như mọi người thấy ở đây nó có những cái nó không có sáng, tức là phần sáng và phần bị có cái hoa văn mới bị mờ lại. Dạ đúng rồi, đó thì em dùng một kỹ thuật là khắc acid. Thì cái này nó liên quan tới giấy phép các thứ nữa thì mình mua được cái acid này. Đó thì đó là cái rất nhiều cái khó khăn trong cái làm cái nghệ thuật này là phải kiếm nguồn, kiếm acid các thứ thì Nói chung là cái nghề mà Thiện chọn lựa này là một cái nghề Trâm thấy là rất là tỉ mỉ và khó nữa. Khó từ bước làm, từ bước kén khách, nó nhiều vấn đề nữa. Nhưng mà giống như hồi nãy nói là mình cũng phải có một cái công việc khác ổn định cái thu nhập. Dạ, để lấy cái đó đắp qua cái này để mình thỏa cái lòng đam mê nghề của mình đúng không? Thường thì người ta thường đặt những cái sản phẩm này của Thiện á, cho những cái dịp này. Thường thì Thiện được nhận từ khoảng từ những cái yêu cầu là quà sinh nhật. Tân gia họ xây nhà mới, họ muốn treo một cái tranh mới thì em sẽ là người vẽ, tôi mà em làm tranh cho họ. Dạ, nhưng mà những cái chữ này ở trên tranh thì thường là yêu cầu của khách như thế nào hay là do sáng tạo của Thiện? Thì thường thường như Thiện đang làm á thì Thiện bán luôn cả thiết kế luôn. Tức là Thiện sẽ người thiết kế cái đó, tại vì nếu mà họ đưa cái tranh của họ cho Thiện thì nó lên cái họ chỉ muốn là dát vàng thôi thì nhưng mà nó sẽ không có đẹp. Tại vì nó không phải là đơn thuần nó chỉ là công cụ nữa mà nó là một cái văn hóa mình đem của phương Tây qua thì nó phải có những cái đường nét của phương Tây chứ không phải là mình muốn vẽ chữ A chữ B mà những cái phong rất là xấu thôi mà mình lại lên cái này thì nó không có ý nghĩa gì nhiều so với cái hình thức này. Dạ. Có nghĩa như hồi nãy Thiện chia sẻ là cái này tất cả mình phải làm ngược. Dạ, làm ngược từ ở dưới lên, còn những cái khánh mà người ta đặt tân gia là cứ hiện lên rõ cứ, trên bề mặt, trước mặt thì cái đó dễ đó thôi. Dạ. Cái này mới khó, đẹp quá dữ ha. Nó không phải đơn giản là dát vàng thôi mà còn hoa văn tỉ mỉ, có xà cừ nữa nè em.
có xà cừ nữa nè. Đúng như hồi nãy Thiện nói, mấy cái chỗ này nè là nhìn thấy được mặt chị luôn nè. Ủa cha, chị đẹp quá dữ. Ủa cha, chị đẹp quá dữ. Hả? À, em thấy em không dữ? Ủa em xinh quá chị. Trời ơi vậy luôn hả? Như cái kiến thần nha. Có vàng vô thành kiến thần. Có vàng vô nhìn mặt ai cũng đẹp lung linh ha. Đùa chút thôi. À, Thiện ơi, ví dụ như cái này là cái size cỡ nhỏ hay cỡ vừa hay cỡ trung hay cỡ lớn rồi Thiện? À, cái này là một cái size cỡ trung. À. Dạ, nó trong một series tác phẩm của em thì nó sầm sai này. Em có một cái tác phẩm khác thì để em cho mọi người xem cái. Vậy hả? Dạ, nó dạ, lớn hơn hả? Dạ lớn. Vậy Thiện lấy cho tụi này xem với. Trời ơi, cái tranh mà bự hơn nữa là vàng tốn hơn nữa đó. Nhiều lắm nha em. Dạ, đây là bức tranh một cái size nó cũng không to hơn đâu nhưng mà nó gấp đôi. Nó đòi hỏi rất là nhiều thứ hơn cái bức tranh này. Thì bức tranh này là cái một bức tranh em đi học bên Thái như nãy em có nói. À. Thì là tức là artwork thì là của bạn tổ chức workshop đó, nhưng mà những cái technique thì tụi em làm hết. Dạ. Thì đây là cái này nó phức tạp hơn là chị Trâm. Đúng rồi, quá trời phức tạp luôn, tỉ mỉ nhất là những cái vảy rồng đó em, phải không? Dạ. Con nói con rồng phải không, chị nói đúng không? Thần của bên Thái Lan. Đó những cái vảy đó em thấy không? Dạ, những cái vảy đó vàng là từng chút giác vô đó hả Thiện? Dạ đúng rồi. Wow, tỉ mỉ dễ sợ hay dữ ha. Dạ. Vậy thì một cái quy trình cơ bản để thực hiện một bức tranh như vậy là gồm những bước như thế nào Thiện? Thì như một cái bước đơn giản nhất như em có nói rồi á, là đầu tiên em sẽ giác full cái tấm kiến này, nó là tấm vàng hết. Sau đó em dùng một cái kỹ thuật in lụa, gọi là in lưới á, người ta gọi là in lưới á. Thì em sẽ cán này, em bị che rồi. Em lật mặt sau. Đây ví dụ như em có những cái đường vàng này chị thấy không? Tức là đây là tụi em dùng kỹ thuật in lưới, tụi em in cán nó lên. Thì sau khi khô, sơn này nó khô rồi thì tụi em mới chà những cái phần vàng dư ra, thì nó sẽ lòi ra. Đầu tiên thì nó sẽ là cái tranh này, nhưng mà nó chỉ là những cái nét vàng thôi, nó không có màu, không có xà cừ, không có bất cứ thứ gì hết. Đó thì những cái bước bắt đầu em đục axit, tức là em dùng cái axit nó sẽ tạo ra những cái hoa văn này, nó tạo nên những cái sắc thái. Nó nổi lên đúng không? Dạ, đúng những rồi. Cái nổi là cái axit đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ làm cho cái bức tranh mình nó có nhiều cái sắc thái kiểu đó thì nó sinh động hơn phải không em? Đó, nhìn nó rất là chi tiết hơn. Sau bước đó thì em bắt đầu em lên những cái, ví dụ như chị thấy ở đây nó cũng là vàng luôn, cái phần số 5 nguyên một dãy siam eml nó là vàng luôn, nhưng mà nó là vàng 12 carat là nó sẽ có một bạc, và 18 carat nó sẽ ít vàng hơn. Thì ở đây là một phần gọi là em chuyển sắc từ vàng 24 carat cho tới 12 carat. Hay quá dữ ha. Đó là cái phần chuyển sắc lên. Thì sau khi làm xong những cái phần đó rồi em mới gọi là em đắp xà cừ lên, là cái bước cuối cùng, là cái phần xà cừ dưới đây. Yeah. Thì xà cừ em cũng phải mua từ Nhật hoặc là Hàn, tại vì nó đạt được cái độ mỏng như là miếng bánh tráng. Còn ở xà cừ Việt Nam thì nó rất là dày, nó dày khui à. Còn đây thì nó như miếng bánh tráng thì em dát nó lên để sao được cái hoa văn này. Vậy thì trong quá trình thực hiện như vậy thì theo Thiện cái bước nào là bước khó nhất, mà nếu gãy đổ ngay cái bước đó thì phải làm lại từ đầu? Cái bước khó nhất là vẫn là cái bước cơ bản nhất, là bước giác vàng lên. Tại vì nếu mà mình không pha keo một cách đúng và mình không có đợi đúng thời gian mà vàng nó khô thì nó sẽ không soi gương được. Nó sẽ ra những cái hiệu ứng như là bị mờ, bị mây, nhìn vô mình không thấy cái mặt mình trong đó. Thì đó là nếu mà em gặp những cái trường hợp đó thì em phải làm bỏ đi làm lại hết. Tức là nhiều khi là phải bỏ 5-6 triệu bình thường, bỏ đi hết làm lại từ đầu. Ôi đau lòng quá ha. Nghề này vốn nặng quá. Cảm ơn ngày hôm nay Thiện đã đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, chia sẻ cho chị Trâm và Dự biết về một công việc đặc thù. Ngoài cái việc mà làm nhọc về đầu óc sáng tạo của mình thì nó cũng tốn rất nhiều chi phí về vật chất. Dạ, nhìn vô cùng thẩm mỹ và rất là có giá trị cả về tinh thần lẫn về vật chất. Thì rất mong là sắp tới, mặc dù là Thiện có nói là tương lai công việc này ở Việt Nam thì nó hơi khó phát triển chút, nhưng mà cũng mong là có nhiều người đồng điệu với công việc của mình, nhận ra cái giá trị, những cái công sức mà Thiện bỏ ra thì sẽ đồng hành cùng với Thiện phát triển cho cái công việc này. Và đặc biệt là chúc cho Thiện luôn luôn bình an để ngày càng làm ra những tác phẩm mà có giá trị, mang quà tặng rất là quý như thế này. Quý vị ơi, nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chị Bích Trâm, Minh Dự cùng với bạn Thiện xin chào và hẹn gặp lại.